Ngày 15 tháng 7, dân gian có câu nói thắp hương, đốt giấy, tế âm hồn, người dương tránh đi, kỵ gặp tà linh, rước hung thần nhập thân. Lễ cô hồn 15, khẩn cầu Phượng Hoàng, thần quả xua tà. Hỡi các bà con, giờ Tuất đã tới, hãy mau về nhà. Được rồi, đi. Giờ Tuất đã tới, hãy mau về nhà. Thần Phượng Hoàng sẽ bảo vệ gia đình ngài bình an. Cảm ơn. Hỡi các bà con, giờ Tuất đã tới, hãy mau về nhà. Ta dọn quầy rồi, ngày mai ngài lại tới nhé. Dễ. Ta được, chờ một lát. Vẽ xong rồi. Khách quan, ngài xem thử đi. Tấn công, chàng sao thế này? Nàng nhỏ tiếng Trúc. Ta gặp chúng ta rồi, gặp ta làm ta sợ chết khiếp. Không sao, ta cắt được đuôi nó rồi. Chàng cứ nghi thần nghi quỷ. Trời nóng thế này, chàng không bị chóng mặt đó chứ? Để ta lấy dưa hấu cho chàng ăn cho mát. Nín đi. Nín đi. Nín đi. Nín đi nhé. Nín đi. Hôm nay sao vậy? Con nó cứ khóc mãi không nín. Ngon thế, cho ta thử giới. Nương tử. Nương tử. Tiếng khóc của ta đã kéo đạo sĩ đi ngao du tới, ta mới thoát khỏi nguy hiểm. Yêu nghiệt phương nào? Trẻ yêu to gan, lại dám dung túng ác linh làm hại nhân gian, đạo trời khó tha. Hôm nay sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Đám người phàm các ngươi cả gan tranh đua với bổn tôn, liều lĩnh không sợ chết. Đình bảo phụ mệnh, trố quỷ phục tà, bách quỷ tan biến, cấp cấp như luật lệnh, cấm. Kẻ ngăn chuyện tốt của ta phải chết. Bài trận này kính mời. 3000 nguồn lửa trên đỉnh Côn Lôn, gọi thần Phượng Hoàng bay tới, trời giáng điềm lành, diệt yêu tà. Thần binh cấp cấp như luật lệnh. Phượng tới. Điềm lành ở đây, tà ác rút lui. Phượng Hoàng sẽ yêu như quấy phá thế gian, chúng sinh không dung tha. Vậy thì ta sốt sức mạnh Phượng Hoàng của ngươi, niết bàn thành thần. Sau đó, trong hai giới nhân và yêu, kẻ không tuân theo ta đều phải chết. Chẳng qua chỉ là một con chim sẻ. Ngươi là Phượng Hoàng thì đã sao? Muốn giết ta không dễ thế đâu. Không ổn. Sẽ yêu đã thoát khỏi vùng đất của yêu ma, ắt sẽ dùng vậy. Ở yêu ma hại đời, bây giờ chỉ có thể dùng thân ta phong ấn lối vào này, mong thế gian không còn yêu ma. Đạo trưởng thấy cha mẹ ta chết hết, bèn đưa ta đi, nuôi nấng ta đến khi ta khôn lớn nên người. Liêu Trai Họa Bích. Hai mươi 6 năm sau, từ lúc ta nhớ mọi chuyện trên đời, thường mơ thấy một cô gái, hai tay còn gì thế mà bắt lửa, đốt hỏng không ít đồ. Không đúng, Huynh vẽ cái gì thế? Mỹ nhân ta vẽ mới là duyên dáng xinh đẹp. Hiếu Liêm, Huynh xem thử bọn ta, ai vẽ mỹ nhân sống động nhất, biết làm không đó, có làm được không? Xem thử, ta vẽ đấy. Mỹ nhân nằm ở cốt cách, không ở bề ngoài, nặng về hào quang bên ngoài, không hề có thần. Suýt nữa quên mất, người ta là đại họa sư, đệ nhất Giang Nam, chúng ta đúng là tự chuốc lấy nhục. Họa sư đệ nhất Giang Nam chỉ là không biết vẽ người. Đi, đi. Không phải không biết vẽ, mà là không có ai để vẽ. Ta chỉ vẽ tranh cho người mình thích. Lại là cô gái trong mơ. Ta nói này, Huynh này ta phát tật cũ rồi. Bảo Huynh vẽ mỹ nhân cứ không vẽ, làm ta cũng nghi ngờ Huynh thích vẽ đàn ông không đấy. Suốt kiếp chỉ một lần rung động, nét bút hạ xuống thành một người. Tranh mỹ nhân, cả đời chỉ vẽ vì một người. Thôi đi, chờ Huynh vẽ xong, chưa biết chừng còn không bằng bức bích họa đẹp tuyệt trần kia đâu. Bích họa gì? Chùa Nhược Lan dưới núi Thành Đông, tranh mỹ nhân trên tường đá, vẽ cứ như thật vậy. Ta đã hẹn người diện họa đi chung, Huynh muốn tới không? Không có gì phải nghĩ, tối nay tới tìm Huynh nhé. Hôm nay là ngày rằm tháng 7 đó. Huynh sợ sao? Ta đâu có sợ. Thế giới ảo mộng trong bích họa. Đại nhân, hôm nay nam giới nhân gian sẽ tới. Đợi sau khi người phàm và tiên nữ vui vẻ, hai khí âm dương hình thành hồn ấn, thì người có thể dùng bữa. Rất tốt. Đông Phương, ngươi có biết tại sao ta thích ngươi nhất không? Bởi vì ngươi chưa từng làm ta thất vọng. Đều nhờ đại nhân tôi luyện. mới có hôm nay. Con Phượng Hoàng kia tưởng có thể phong ấn ta ở đây mãi mãi, nhưng lại không biết loài người mà ả bảo vệ chính là mấu chốt giúp ta xông ra khỏi bích họa. Đêm nay đợi ta công đức viên mãn, tu thành sức mạnh Phượng Hoàng, thì có thể phá vỡ bức bích họa này. Có điều đại nhân lo lắng điều gì? Lúc ta hút hồn phách cũng là lúc ta yếu nhất. Ngươi là người ta tin tưởng nhất, phải đứng sau ta, hộ pháp cho ta. Đông Phương nhận lệnh. Nhược Lan Tử. Giật cả mình. Tương truyền 26 năm trước, đây giống là bức tranh Bách Điểu Triệu Phụng Đồ, nhưng một hôm nọ chim sẻ trên này đều biến thành mỹ nhân cả. Xuân cung sau, hết thảy pháp hữu vi, như bong bóng mộng mảo, như sương cũng như chớp, nên quán chiếu như thế. Theo ta thấy, đây giống như tiên cảnh nhân gian. Tiên cảnh gì chứ? Ta thấy là cung Xuân Đồ thì có, làm gì có tiên cảnh nào ăn mặc hở hang thế này. Sao vậy? Là cô ấy. Cử động rồi. Cử động gì? Đây là đâu? Chuyện gì thế này? Đây là đâu? Nơi nào thế này? Không nhìn thấy gì cả. Không phải mơ đó chứ, Hiếu Liêm? Không phải chúng ta vừa đi vào từ bức bích họa đó chứ? Đừng nói đây là tiên cảnh nhé. Các vị chớ sợ, nơi này là tiên cảnh Phượng Khâu. Các vị đều là người được trời chọn, sẽ cùng tiên nữ trải qua đêm đẹp ngay tại đây. Mau đi theo. Mau, đến đây. Hiếu Liêm, mau qua đây. Đây chẳng phải cô gái thường xuất hiện trong giấc mơ của ta sao? Sao cô ấy lại ở đây chứ? Cô ấy là ai? Tại sao hơi thở lại quen thuộc tới thế chứ? Tại sao ta cảm giác dường như đã quen cô ấy từ rất lâu? Cô nương, cô nương, cô nương, cô nương, cô nương, cô nương xin dừng bước. Cô nương, đã mạo muội. Tại hạ Chu Hiếu Liêm là một họa sư, muốn vẽ cho cô nương một bức chân dung. Tại sao ngươi muốn vẽ ta? Vì cô nương không giống họ. Bên kia tủ sắt phồn hoa, kèn sáo rộn ràng, còn cô nương lại một mình đứng ngay trên dòng sông sau này. Ta bỏ đi vì ta đã quen ở một mình. Vậy bây giờ chúng ta có hai mình rồi. Mỹ nhân mắt lúng liếng, mài ngài tựa núi cao. Quả nhiên cũng là tới vì vẻ bề ngoài. Cô nương, thật ra ta vẫn luôn tìm kiếm một người để vẽ. Hôm nay nhìn thấy cô nương, đột nhiên có cảm giác ánh lửa lóe lên trong đầu. Ta nghĩ chắc hẳn cô nương là người có thể cho ta cảm hứng. Ngươi muốn vẽ ta? Đúng. Ta rất sẵn lòng. Ngươi muốn vẽ thế nào thì cứ vẽ thế đó. Cô nương, chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên, thế này không tốt lắm đâu. Chúng ta thế này. Cô nương, cô nương, ta vẫn chưa biết tên cô. Ta tên Vĩ Sinh. Nơi này rất rộng, ngươi đi đâu thì đi, đừng bám theo ta nữa. Vĩ Sinh, cái tên hay quá. Giỏi gì chứ. Bầu trời xanh biếc, cánh đồng hoa vàng, gió tây lồng lộng, chim nhạn phương Bắc bay về Nam. Đẹp trai quá, rất giống Trương Sinh mà ta thích. Tới đây nào. Mạnh Long Đàm đẹp trai nhất của các nàng nè. Của ta. Yêu bức họa chết đi sẽ biến thành quỷ. Thanh tẩy nhiều năm, sức mạnh của quỷ đã bảo hòa. Đến lúc rồi. Phượng Hoàng đại nhân, vất vả cho ngươi rồi. Phải dùng tuổi thọ của mình thu lấy tinh khí của quỷ để giúp ta. Ta vốn là một tia linh thức trong thế giới bích họa. Nếu không được cô độ quá thì sao biết đúng sai, đúng và sai. Ta cũng không hiểu rõ lắm. Năm xưa lúc Sở Yêu bị phong ấn, ta để lạc mất Long Phượng Hoàng ở phàm trần, không có sức mạnh, chỉ có thể ẩn nấp bên cạnh cô ta. Năm này qua năm khác, người phàm lại tới, chết bởi ham muốn mà Sở Yêu bày ra. Ta cũng hoang mang, mình đang kiên trì vì cái gì? Thật ra cô đã đưa ra lựa chọn rồi. Đêm nay chính là cơ hội duy nhất của ta. Là huynh sao? Chứ huynh tưởng lại. Huynh vẽ mỹ nhân rồi sao? Ta mới vẽ xong, cuối cùng cũng tìm được người để vẽ. Ta định đưa cho cô ấy để cô ấy xem thử. Còn nghĩ tới chuyện này sao? Đi, ta đưa huynh đi cảm nhận thế giới của tiên nữ. Công tử, đến nếm thử rượu ngon của tiên cảnh nào. Huynh đệ, người huynh vẽ ở đâu thế? Công tử, huynh chậm thôi. Công tử, ta không được nhanh quá, không nhìn thấy. Cô ấy không có ở đây. Không ở đây cũng không sao. Huynh xem, ở đây nhiều cô gái như thế này, huynh cứ toàn tâm toàn ý với một cô thôi sao? Huynh ngốc đó hả? Đạo nuôi cá, quan trọng nhất chính là mưa móc thấm điều. Ta nói huynh nghe, chỉ cần ta ngoắt tay một cái, sẽ có hàng loạt tiên nữ lao về phía ta. Không được đi, hai ta không hợp nhau. Đây, Đây, chỗ nào cũng không hợp. Sao lại không hợp hả? Ta thích Huynh, Huynh là của ta. Thích, cô biết thế nào là thích không? Trong thoại bạn nói rồi, thích một người là phải giữ người đó cho thật chặt. Nếu cô thật sự thích ta thì chuyện gì cũng nên nghe theo ta. Ta làm gì cô cũng mong ta tốt. Bây giờ ta mong cô tránh xa ta một chút. Hiểu chưa? Đây chính là thích sao? Tất nhiên, trong số các cô gái ta gặp người nào yêu người nấy. Cô là người mà ta yêu nhất nên nghe lời của ta đi, không sai đâu. Đừng đi. Tinh khí của đám người này dồi dào quá. Chỉ là không biết lát nữa còn nhảy nhót tưng bừng được không? Làm phiền rồi. Cho hỏi có thấy cô nương nào tên Vĩ Sinh không? Công tử, công tử, các cô làm gì vậy? Đừng kéo tay ta. Các vị tiên nữ đừng cười đùa nữa. Sắp tới giờ âm rồi. Đã chọn xong phu quân chưa? Đêm nay sẽ thành hôn với sự chúc phúc của đại nhân. Ta không chọn. Ngươi không chọn. Tại hạ cho rằng việc này thật sự không ổn. Có gì không ổn? Cô nương, tại hạ cho rằng nhiệt tình bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài rồi sẽ phai nhạt, ắt không thể lâu dài. Nếu hai người muốn thành thân thì nhất định phải yêu nhau sâu đậm, đã quyết định trải qua quãng đời còn lại bên nhau. Nếu người không chọn thì chỉ có thể rời khỏi đây. Hắn, ta chọn. Đường đường Đông Phương hộ pháp, vậy mà cũng học dành đàn ông với tiên nữ. Thú vị đấy. Khá là thú vị. Tại sao cô làm vậy? Hắn không hề chọn cô. Không. Ta chọn cô ấy. Được. Vậy thì mời các vị tiên nữ tuân thủ theo quy tắc tiên giới. Ai nấy đưa người thương về phòng. Giờ âm đêm nay tân hôn. Dân. Đi theo ta. Sao vậy? Im đi. Hét. Cô nương, tiểu sinh cho rằng trước đại hôn vẫn không nên. Cô nương đừng đi. Ở phàm trần, rất nhiều người cầu xin ta vẽ chân dung cho họ, nhưng ta chưa từng đặt bút vẽ. Đây là lần đầu ta vẽ chân dung cho người khác. Ta muốn tặng cô một bức tranh hoàn chỉnh. Người ngươi vẽ không phải ta, chẳng qua là ta trong tưởng tượng của ngươi mà thôi. Cô nương, ở yên đây. Chu Hiếu Liêm, ngươi khác với bọn họ. Là huynh ấy sao? Người mới đến, ra sau cầm đèn đi. Mạnh Long Đàm của mình cũng ở đây. Mình phải làm sao đây? Giờ lành đã đến. Âm dương kết hợp, sống chết cùng huyệt, thọ dương cạn kiệt, đường đến suối vàng. Chào mừng lên đường. Người ngươi vẽ không phải ta, chẳng qua là ta trong tưởng tượng của ngươi mà thôi. Sao lại không giống chứ? Mình phải hỏi cho rõ. Mọi người đi đâu cả rồi? Lần này các ngươi làm rất tốt. Ta ngửi thấy mùi sức mạnh. Mạnh huynh, Mạnh huynh, Mạnh huynh. Chúng ta huynh đệ 10 năm, huynh đừng phá chuyện tốt của ta chứ. Huynh nhỏ tiếng thôi. Hai ranh con không biết điều, dám chống đối ta. Đông Phương, thì ra là ngươi. Ta đã xem thường ngươi thật rồi. Vì đàn ông mà ngươi lại phản bội ta, không phải vì hắn, mà là ta đã muốn giết ngươi từ lâu rồi. Tàn sát sinh linh, hút tinh khí con người, Nên chết từ lâu mới phải. Đúng thế. Chị với hai đứa vô tích sự các ngươi. Đi mau. Giết chúng cho ta. Phượng Hoàng đại nhân, đi mau. Quỷ khí này lại là ai nữa? Cuối cùng vẫn thất bại. Rốt cuộc chuyện này là sao? Bà là ai? Vĩ Sinh sẽ không sao chứ? Ta là Vong Xuyên. Vĩ Sinh là chủ nhân của ta. Năm xưa Sẽ Yêu bị Phượng Hoàng phong ấn ở vùng đất của yêu ma. Pháp lực lớn mạnh nên đã thống trị bầy yêu ma, lợi dụng yêu nữ quyến rũ người phàm, hấp thụ sức mạnh, hòng phá vỡ thế giới bích họa, một lần nữa quấy phá nhân gian. Bà ơi, vậy rốt cuộc phải làm sao để ra khỏi thế giới này? Lối ra ở ngay giữa cây ngô đồng. Chỉ cần giết Sẽ Yêu trú ngụ trên cây đó là có thể ra ngoài. Nhưng ai giết được ả cơ chứ? Chỉ có Phượng Hoàng, Vĩ Sinh. Thế còn chờ gì nữa? Mau đánh thức cô ấy. Vĩ Sinh đã mất Long Phượng, không thể sử dụng sức mạnh Phượng Hoàng. E rằng sức mạnh bây giờ không bằng một phần trước kia. Vậy chúng ta tính sau đây? Với sức mạnh của chúng ta thì không cách nào đối đầu với ả ta được. Có lẽ vẫn còn một cách. Cách gì? Vĩ Sinh, cô tỉnh rồi. Ta cảm nhận được mùi của tộc Phù Du. Thiên thư của tộc này có thể biết được quá khứ, phán đoán thiên cơ. Biết đâu có thể cho cô biết làm sao tìm được Long Phượng. Tộc Phù Du sáng sinh ra chiều chết đi, 50 năm luân hồi một lần. Cũng có thể đi vào thế giới bích họa. Họ không bị kiểm soát bởi tam giới. Nơi có yêu dĩ nhiên đều có thể đi theo. Họ đã tới bên lề bích họa. Tương truyền trước giờ đảng mỗi ngày sẽ có một người được chọn trúng đi vào đất của Phù Du. Còn cách để chọn trúng thì không biết được. Có thể sẽ thất bại. Dù vậy cũng phải thử xem sao. Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi tại đây. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Trong lòng bàn tay ta. Ta xem ngươi bay được bao xa. Phượng Hoàng đại nhân, vì thích nên cô mới cứu huynh nấy sao? Dù sao thì ta vì thích nên mới cứu Mạnh Long Đàm. Ta dám khẳng định cô cũng vậy. Vì ánh mắt không biết nói dối. Không phải. Cúng Quy Ngương truyện này ta đã đọc một nửa rồi. Trương Sinh yêu thôi quanh quanh từ cái nhìn đầu tiên. Hai người dùng thơ để bày tỏ tấm lòng mến mộ lẫn nhau. Cuối cùng ước hẹn trọn đời dưới gốc hoa hạnh. Thôi quanh quanh cũng yêu Trương Sinh sâu đậm. Ta đọc mà vô cùng ngưỡng mộ. Nếu từng yêu dù chỉ một chốc, sao phải sợ thế gian bạc bẽo? Đổi lại là ta cũng sẽ trân trọng, sẽ không bỏ lỡ. Chẳng qua là thoại bản hư cấu mà thôi. Đúng đó. Đâu ra tình cảm sâu đậm tới thế. Suốt kiếp chỉ yêu một người, không mấy ai có kết quả tốt đâu. Mọi hồi ức mà họ đã trải qua đều đáng để hồi tưởng chiêm nghiệm. Nếu chỉ quan tâm kết quả thì sẽ không yêu quanh quanh liệt liệt tới vậy. Nếu kết quả được định sẵn là thê lương, hai người yêu nhau, làm sao đối mặt với kết cục như vậy? Thế thì mỉm cười từ biệt. Đối phó giả phản bội Đông Phương thế nào đây? Tất nhiên là để đại nhân sơ tá hả ta từng miếng một. Bao năm qua rất mệt mỏi phải không? Thân là Phượng Hoàng, đây là mệnh trời của ta. Rời khỏi Côn Lôn, phong ấn Bích Quả là để thiên hạ được yên ổn. Nhưng thứ giúp yêu ma làm hại chúng sinh lại là ham muốn của người phàm. Đây là điều cô muốn sao? Điều ta muốn không ở trong thế giới này. Điều ta muốn là quay về trên cây ngô đồng xum xuê, trên núi Côn Lôn nằm ngoài khung trời kia, 500 dặm phía đông. Ban ngày, luồng lửa quấn quýt chân trời, có hương hoa diên vĩ. Đến tối, sẽ có mùi gió thoảng. Lúc ấy, ta ngồi dưới cây quýt, thường nghe tin truyền tới từ gió. Chúng nói Vĩ Sinh đến phương xa, đến phương xa. Cô nhớ nhà sao? Cô cũng có thể không ở một mình. Cô bảo vệ mệnh trời, ta bảo vệ cô. Chu Hiếu Liêm, Chu Hiếu Liêm. Đây là đâu? Chu Hiếu Liêm, tỉnh lại đi, đừng ngủ. Muộn rồi, muộn rồi. Đã trúng tà của ta thì chỉ có thể từ từ chết đi ở trong ảo mộng. Ngươi biết mà, trừ phi ngươi giết chết ta. Có điều ta nghĩ ngươi không có cơ hội này đâu. Để ta ăn thịt ngươi đi nào. Ma! Kẻ phản bội phải chết. Ngươi không thoát khỏi nơi này đâu. Ngoan ngoãn để ta ăn thịt của ngươi đi. Ngươi trốn gì chứ? Này chờ đã, không dọa ngươi nữa. Ma lửa! Bổn đại gia không phải ma. Nếu không vì ta không thể chủ động tách ra. Ngươi tưởng ta muốn ở trên người của ngươi chắc? Ngươi chính là... Đúng thế, ngươi chính là ta. Thì ra ngươi chính là đồ đáng ghét hại ta từ nhỏ tới lớn, gây cho ta bao nhiêu rắc rối, hại ta bị cô lập, bị bắt nạt từ bé tới lớn. Là đại ân nhân ra mặt giúp ngươi mỗi khi ngươi gặp nguy hiểm. Chính gã đàn ông này khiến ngươi không còn nhận ra ai đã nuôi ngươi sao? Sao ta có thể nhìn thấy ngươi? Vì ngươi sắp chết chứ sao? Cái gì? Vậy tính sao đây? Cầu xin ta cứu ngươi đi. Ngươi đã cầu xin ta tới thế thì ta miễn cưỡng giúp ngươi vậy. Ngươi tưởng chỉ vậy thôi sao? Huynh mạnh như vậy thì nói sớm đi chứ. Đồ vô tích sự. Đông Phương ra tay đúng là tuyệt tình. Nhưng cái mùi này sao lại kỳ quặc tới thế chứ? Vĩ Sinh, Vĩ Sinh, được đó tiểu tử. Cuối cùng cũng mở mang được đầu óc rồi sao? Phượng Hoàng đại nhân, sẽ yêu đã phát hiện ra chúng ta. Chỗ này không thể ở lâu nữa. Sáng mai chúng ta sẽ đi ngay. Đúng đúng, mau đi thôi. Bích Lạc, cô... ta vết thương nhỏ, bị sượt qua, sẽ khỏi nhanh thôi. Cái cô này, ai kêu cô bảo vậy ta? Cô tự làm theo ý mình rồi bị thương thì đừng bày ra vẻ mặt cứ như là gì ta. Huynh đang nói kiểu gì thế? Lương tâm bị chó ăn rồi sao? Tại sao không bảo vệ mình? Cô tưởng mọi người đều phải đóng kịch theo cô sao? Huynh cút vào phòng cho ta. Không cần, người nên đi là ta. Giống dĩ ta đi theo các người vì muốn đưa huynh ấy ra ngoài. Bích Lạc, huynh đi đi. Được lắm, đi đi. Cô đi xa vào, đừng bao giờ quay về nữa. Bắc Phương, có, đừng nể tình nương tay, nếu không kết cục sẽ giống như chúng. Rõ. Hồn phượng xa xăm, lâu không trở lại, nhớ nhung dằn vặt, mãi chẳng như ý, muôn kiếp vô bờ, bao giờ bay về. Chu Hiếu Liêm, giờ đảng đã tới. Ngươi ở đâu rồi? Chu Hiếu, hôm đó muội kể sơ qua. Tuy ta không thể lột tả hết cảnh sắc trong lòng muội, nhưng cũng muốn dốc sức vẽ ra cho muội. Thiết nghĩ màu sắc nơi thiên cảnh ắt không tầm thường, nhưng ta không mang theo màu vẽ bên mình, chỉ có thể nghiền qua lấy nước, mượn màu trúc, như vậy mới xứng với muội. Người vẽ đẹp thật. Vĩ Sinh, ta chưa từng thấy muội cười, nên bức tranh này không hề hoàn chỉnh. Đợi sau khi chúng ta ra ngoài, ta có thể vẽ muội suốt đời không? Chờ mọi chuyện kết thúc, ta sẽ cho ngươi biết câu trả lời trong lòng ta. Không cần chờ nữa, chờ sau khi chúng ta ra ngoài, ta sẽ dẫn muội đi xem khói lửa muôn phương, sông nước vạn dặm, ánh đèn nghìn liều trướng, chốn đào nguyên ở nhân gian. Muội có thể dẫn ta tới Côn Lôn, ngắm mây cuộn mây tan ở đó, được không? Quỳnh ở đây chờ ta. Bắc Phương, cô không phải đối thủ của ta, nhưng trong cô rất yếu ớt. Xem ra đại nhân nói không sai. Một khi con người có tình cảm thì sẽ trở nên rất nhỏ bé yếu đuối. Phân thân, Chu Hiếu Liêm, hắn chết rồi. Cô có thể quay đầu rồi. Cô phải lòng hắn thật rồi. Đến cả huyễn thuật của ta cũng không nhìn thấu. Ta nhận lệnh của đại nhân nên buộc phải tới đây. Ta không giết được cô, cũng không giết được người cô yêu. Sao vậy? Chu Hiếu Liêm, ta đồng ý để huynh vẽ ta suốt đời, thiếu một ngày, một canh giờ cũng không được. Chúng ta cùng đi Côn Lôn, đi nhân gian, làm mọi chuyện huynh muốn làm. Ta không nhìn thấy gì hết. Bích Lạc, Bích Lạc. Cô còn biết quay về sao? Ta đã tới vùng đất của Phù Du. Đây là pháp ấn vào cửa của Phù Du. Phượng Hoàng đại nhân, cô đi theo ta thì có thể hỏi rõ ràng. Thì ra người được Phù Du chọn là cô. Đất của Phù Du, người phàm không vào được. Đông Phương, thì ra ngươi chính là Phượng Hoàng. Ngươi giỏi lắm. Lần này ta phải cho ngươi biết thế nào là nỗi sợ thật sự. Bích Lạc, cô giả vờ bỏ đi là để dò đường giúp cho bọn ta. Đợi khi Long Phượng trở về, giúp ta đưa Mạnh Long Đàm rời khỏi đây. Vậy thì mọi việc ta làm không uổng công vô ích. Đến nơi rồi. Ngươi đến đây để cầu xin điều gì? Long Phượng của ta hiện giờ đang ở đâu? Trong thiên cơ, ngươi có thể tự xem. Ngươi là Phượng Hoàng thì đã sao? Muốn giết ta không dễ thế đâu. Chu Hiếu Liêm chết, Long Phượng trở về, có thể diệt sẻ yêu, ban cho ngươi tự do. Đã đặt ra ước hẹn thì mãi không có chỗ để hối tiếc. Vĩ Sinh, Vĩ Sinh, sao rồi? Tìm được Long Phượng chưa? Vĩ Sinh, Vĩ Sinh, sao vậy? Vĩ Sinh, huynh nên rời khỏi đây. Rời khỏi đây, đi đâu? Đi đâu cũng được. Đừng đi theo ta nữa. Vĩ Sinh, sao thế? Chúng ta đi tới bây giờ chẳng phải để tìm ra Long Phượng, đánh bại sẻ yêu sao? Sau đó chúng ta có thể rời khỏi đây. Muốn đi đâu cũng được. Ta có thể đưa muội đi Côn Lôn, đưa muội về nhà. Huynh tưởng huynh là ai? Huynh chẳng qua là một con người tầm thường. Côn Lôn cao vút, chưa tới một tầng mây thì huynh đã chết cống rồi. Đã tranh của huynh nữa, ta không muốn. Đều tại huynh ép ta. Còn huynh chẳng biết gì cả. Vĩ Sinh, không, tới dùng khí đón nhận tình yêu muội còn không có. Người yêu đuối là muội. Cô gì ơi, cô còn biết quay về sao? Huynh thích ta không? Làm gì có chuyện đó. Hoàng hôn đẹp thật. Mặt trời sắp xuống núi rồi. Ta có thể ôm huynh một cái được không? Sến chết đi được. bích lạc. Bầu trời xanh biếc, cánh đồng hoa vàng, gió tây lồng lộng, chim nhạn phương Bắc bay về Nam. Hận khó gặp gỡ, lại dễ ly biệt sớm. Mạnh Long Đàm. Ta đọc xong cuốn sách đó rồi. Kết cục là Trương Sinh bạc tình bội nghĩa, đã bỏ đi. Nhưng Thôi Quanh Quanh tới chết vẫn yêu hắn. Nếu không có kết quả tốt đẹp, vậy thì hãy để mọi chuyện đều lưu lại trong ký ức. Ta không hối hận. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Chỉ người có tiếng lòng mãnh liệt vô cùng mới có thể bước vào nơi này. Tộc ta bảo vệ thiên thư cả đời, mạng sống chỉ có một ngày. Muốn nhìn lén bí mật thiên thư, cần đánh đổi bằng cả cuộc đời. Các người chỉ sống được một ngày, lẽ nào không thấy rất bi thương sao? Một ngày sống trên đời càng khiến bọn ta trân trọng từng khoảnh khắc. Nhưng nếu có nhiều hơn một ngày, bọn ta có thể đi khám phá điều mình yêu thích. Đây chính là giá trị mạng sống của bọn ta. Ngươi đã tìm được điều mình yêu thích chưa? Ta đã trao đổi mạng sống với phù du. Lúc mặt trời xuống núi, ta sẽ chết. Cô nói linh tinh gì thế? Ta đã làm theo lời huynh nói rồi. Yêu một người thì phải cho người đó tự do, bích lạc. Nhưng ta dè dặt đến thế, hình như lại càng buồn hơn. Mạnh Long Đàm, về sau huynh ra khỏi thế giới này. Yêu ai phải yêu cho hết mình, đừng giống như bây giờ. Bích Lạc, cô quay lại đây. Bích Lạc, đừng đi. Bích Lạc, cô quay lại đây. Người ta thích chính là cô. Cô quay lại đây. Bích Lạc. Các ngươi đi theo ta nhiều năm, luôn ao ước được ra khỏi bích quả, quay lại nhân gian. Thế thì bây giờ chính là lúc để các ngươi thể hiện lòng trung thành của mình rồi. Ta quá bé nhỏ yếu ớt, không giúp được gì cho muội ấy. Ta vừa mất đi người quan trọng nhất. Ta từng cho rằng mình sẽ không có. Thích một người thì phải giữ người đó cho thật chặt, tới khi mất đi mới nhận ra mình đã có được. Dù sao thì ta vì thích nên mới cứu Mạnh Long Đàm. Ta sẽ tìm cách đưa huynh ra ngoài. Huynh tin ta đi. Ta tưởng rằng Bích Lạc rất yếu đuối, nhưng bây giờ ta mới nhận ra cô ấy mạnh mẽ hơn ta nhiều. Vết thương nhỏ thôi, bị sượt qua sẽ mau khỏi thôi. Đừng do dự nữa, đi tìm bà cụ đi. Còn huynh thì sao? Ta ở đây chờ cô ấy về. Thì ra hắn chính là Long Phượng. Cô không giết hắn sao? Ta muốn hấp thu sức mạnh của quỷ. Quỷ chưa thanh tẩy, chứa ham muốn của yêu quỷ. Nếu cô không kiểm soát được, sẽ chỉ làm mình bị thương thôi. Ta không hối hận. Sẽ yêu nên kết thúc rồi. Kết thúc. Nay ta đã hấp thu sức mạnh dạng yêu. Ngươi dựa vào đâu? Dựa vào ý niệm trong tâm ta. Bà Cũ, bà Cũ, bà Vong Xuyên, Vĩ Sinh ở đâu rồi? Hết thảy duyên khởi, hết thảy duyên diệt, hết thảy đã sớm được số mệnh sắp đặt. Hai ngôi sao các người cuối cùng rồi sẽ hội tụ. Mau đi đi. Ta sẽ hóa thành quỷ, giúp cô ấy một tay. Thì ra ngươi chính là Phượng Hoàng. Ở bên cạnh ta nhiều năm thì đã sao? Giết ngươi, lấy đi Long Phượng trong cơ thể của tên người phàm kia, thì ta sẽ là Phượng Hoàng. Ngươi chẳng qua chỉ là một con chim sẻ. Dấn thân vào yêu đạo, mang theo yêu cốt nghìn năm nay, cuối cùng cũng sắp được toại nguyện. Ta sẽ niết bàn thành Phượng Hoàng. Chết đi! Ngươi tàn sát sinh linh, ác niệm ngập trời, trời đất không dung tha. Dù hồn phi phách tán, chỉ còn một chút sức lực, ta cũng sẽ vì chúng sinh thiên hạ mà xử tử ngươi. Châu chấu đá xe, U Minh Trảo. Ngươi tưởng ngươi đã hấp thu sức mạnh của quỷ thì có thể đánh bại ta sao? Ngươi thật sự càng lúc càng thiếu kiên nhẫn. Ta chiến đấu vì người ta yêu, ngươi không bao giờ hiểu được đâu. Tình yêu mà ngươi nói khiến ngươi trở nên quá yếu ớt. Rõ ràng có thể tìm lại bản thể, là vì sống chết của người đàn ông kia mà từ bỏ. Nên hôm nay chỉ mình ta mới có thể trở thành Phượng Hoàng. Giết ngươi trước, rồi đi tìm tình lang của ngươi. Cuối cùng thì cái tình mà ngươi nói đã hại chết ngươi. Sẽ yêu, ngươi đừng hòng làm hại mùi ấy. Vĩ Sinh, xin lỗi, ta đã tới muộn. Chu Hiếu Liêm, đi mau. Tình lang tới rồi. Đồ vô tích sự nhà ngươi, chỉ bằng chờ lát nữa. Ngươi nhìn ta làm sao xơi tái ả, từng miếng một. Sau đó có thể phi thăng. Có ta ở đây, đừng hòng làm hại muội ấy. Sẽ yêu. Mọi điều như ảo tưởng sẽ không được toại nguyện. Người vốn không xứng có được sức mạnh phượng hoàng. Ma lửa, đến đây. Sức mạnh của Long Phượng đúng là lợi hại. Đưa ta. Không hay rồi, Vĩ Sinh. Không được làm hại Vĩ Sinh. Vĩ Sinh, lần này đổi lại ta bảo vệ muội. Không ai có thể chia rẽ chúng ta. Vậy thì chết chung đi. Vĩ Sinh. Vĩ Sinh. Vĩ Sinh. Vĩ Sinh. Long Phượng, cuối cùng là của ta rồi. Đồ đáng ghét. Giúp ta. Ta không giúp nổi. Trừ phi Long Phượng về chỗ cũ. Long Phượng ở đâu hả? Nếu ta trở về thì ngươi sẽ chết, nhưng muội ấy được sống. Chu Hiếu Liêm, hãy sống thật tốt. Chúng ta đã hứa rồi đấy. Không hứa hẹn được nữa. Cô nương. Hắn. Ta chọn Chu Hiếu Liêm. Người khác với bọn họ. Chu Hiếu Liêm, ta đồng ý để huynh vẽ ta suốt đời. Thiếu một ngày, một canh giờ cũng không được. Chúng ta cùng đi Côn Lôn, đi nhân gian. Sức láo. Ta mới là Phượng Hoàng. Ta dùng lửa của Long Phượng đốt cháy thân người, phán người mãi đọa xuống Diêm La, không được vào luân hồi. Có được sức mạnh của Phượng Hoàng thì đã sao? Không ai có thể giết ta, chỉ mình ta mới được. Ngàn bướng ngu dốt. Ta đã hòa là một thể với thế giới bích họa này. Nếu ta chết, sức mạnh dạng yêu tuôn ra ngoài sẽ phá hủy thế gian người muốn bảo vệ và người mà người yêu. Người không dám giết ta. Người không dám giết ta. Thứ mà ngươi gọi là tình yêu đã trói buộc ngươi. nhưng không trói buộc được ta. Không, tình yêu làm ta trở nên tự do hơn, làm ta trở nên lớn mạnh hơn. Phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng vẫn còn cơ hội niết bàn trùng sinh. Chu Hiếu Liêm, cảm ơn huynh. Chính huynh đã cho ta biết ý nghĩa của bảo vệ trách nhiệm. Công tử chính là bảo vệ huynh. Chu Hiếu Liêm, tỉnh lại đi Chu Hiếu Liêm. Ngươi vẽ đẹp thật đấy. Chờ sau khi chúng ta ra ngoài, ta có thể vẽ muội suốt đời không? Vĩ Sinh, muội muốn làm gì? Cảm ơn huynh đã cho ta dũng khí để ta thích bản thân của hiện tại. Không, chúng ta phải ở bên nhau. Ta đã hứa với muội sẽ ở bên muội. Chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Chu Hiếu Liêm, phải mỉm cười từ biệt. Không, Chu Hiếu Liêm, ta vốn định theo huynh đi khắp non sông ở nhân gian, nghe tiếng gió bốn mùa, ngắm pháo hoa biến ảo. Vĩ Sinh, vốn định đưa huynh về Côn Lôn, ở ngoài 9.000 dặm, lặng nhìn luồng lửa đầy trời. Nhưng tuy ta giải cứu chúng sinh mà cũng sống trong chúng sinh, ta buộc phải đốt cháy thân mình, phong ấn bích họa. Ta dùng sức mạnh thần Phượng Hoàng xóa bỏ mọi ký ức của huynh, chỉ mong người ta yêu được bình an vui vẻ trong quãng đời còn lại. Đêm qua ta đã mơ một giấc mơ, mơ thấy một cô gái, nhưng không nhớ được nữa. Huynh vẽ tranh mỹ nhân rồi sao? Cô gái này là ai? Hồn phượng xa xăm, lâu không trở lại, nhớ nhung dằn vặt. Có duyên gặp lại, mãi chẳng như ý, muôn kiếp vô bờ. Ảo ảnh do người tạo, giấc mộng kiếp phù du. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.